tổ 17 phường Bắc Lệnh, thành phố Lào Cai. Hơn 10 năm nay, người dân nơi đây vẫn chưa có nhà văn hóa để sinh hoạt chung. Trong những cuộc họp tổ dân phố hay ngày hội đại đoàn kết, người dân phải đi mượn nhà hàng trong khu dân cư để hoạt động. Còn khu vực xây nhà văn hóa thì còn bỏ dở, cỏ mọc tùm. Từ cái ngày thành lập cái tiểu khu đô thị này hay là khu dân cư này thì cũng chưa có cái nhà văn hóa. Mà có nhà văn hóa thì người ta cũng mới xây cách đây 5 năm nhưng mà đến bây giờ là chưa hoàn thiện. Đấy, thì việc này ấy, thì gây rất nhiều cái khó khăn đấy, cho sinh hoạt của chi bộ, của tổ dân phố, đấy, của các tổ chức đoàn thể. Còn đây là nhà văn hóa ở khu dân cư Đình Bộ Lĩnh, phường Lào Cai. Theo người dân phản ánh thì nhà văn hóa này được đầu tư xây dựng đã lâu, diện tích nhỏ hẹp, xuống cấp, không đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng của nhân dân. Trong cái thời gian sử dụng lâu quá rồi thì nó xuống cấp trầm trọng. Là mưa thì là đang sinh hoạt, nhân dân đang sinh hoạt thì nó kéo trận mưa xuống thì nó nước đến đầu gối. Thế thì là các loại loa đài là bị một loạt hỏng rồi. Cái diện tích thì nó nhỏ, nhà văn hóa xuống cấp. Ba khu dân cư tập trung vào đây, nếu như đi đủ thì khoảng xuất phát 400 hộ. Thế mà 400 hộ thì cái nhà văn hóa như này thì không thể đáp ứng được. Điều kiện tiên quyết và nhất thiết tại mỗi tổ dân phố khu dân cư phải có nhà văn hóa. Đó là nơi diễn ra nhiều hoạt động chung của cộng đồng, là nơi tổ chức các sự kiện và mỗi dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn. Nguyện vọng của nhân dân một thời gian dài rồi cũng đã rất là mong chính quyền quan tâm giúp đỡ để làm sao mà tạo điều kiện cái nơi sinh hoạt cộng đồng nó phù hợp với hiện trạng bây giờ, dân thì đông và tất cả các hoạt động văn hóa xã hội cũng đi vào rất là sôi nổi. Rất là mong là các cấp chính quyền ở trên quan tâm và tạo điều kiện cho nhân dân. Từ hiện trạng nêu trên, thành phố Lào Cai đã xây dựng phương án sắp xếp đầu tư cải tạo, xây dựng mới nhà văn hóa liên khu dân cư, tổ dân phố theo hướng đa năng. Vị trí các nhà văn hóa phải ở trung tâm, thuận tiện kết nối về giao thông, có môi trường sạch đẹp,